Rồi chào anh em nha, em quay tiếp một con nữa cho nóng buổi sáng luôn. Thì máy này mới về tới hôm qua, lô 5 chiếc có 105 DCPV đẹp và DCPVG. Thì con này đang chạy ra là số khung ở đây. Số khung đó là 200657 ha. Đó, rồi. Máy KH nha. Đây, cơ bản có này về đây ha. Đó. Quá wow, ok. Thì bộ lúa nó còn nguyên si vậy ha. Nó mất cái tem Kubota, em sẽ dán lại cho anh em nha. Đây, cắt nước rồi còn đẹp ha. Dừng chân ở đây ha. Đó. Cái nào mà trên má anh em cảm thấy thiếu thì em sẽ gắn ra đầy đủ cho anh em nha. Đây, bông cuốn nó đây. Đó. Máy thì cơ bản nó vậy nè ha. Rồi bây giờ em sẽ quay phần cabin nó đây. Đây cabin. Cái cần nó xài bình thường nha. Đó. Để em thử cho anh em xem. Đó, lên xuống bình thường nha. Xoay là bình thường hết. Bên em sẽ bao dọn lại cho anh em cái máy này nha. Nói chung là máy này bên em bán là sẽ bao dọn mới lại cho anh em luôn. Là lúc giao là nữa là mới tin luôn. Đây là cái động cơ. Vệ sinh lại cho anh em sau. Đây, còn dưới đây phía sau của nó đây, còn ok lắm. Đó. Quay dần gần cho anh em xem luôn. Máy này là có giấy tờ đầy đủ hết trơn nha anh em. Giấy tờ đầu đầy đủ tất cả luôn. Nên anh em không có sợ gì hết. Giấy đóng thuế, giấy hải quan gì em có đủ hết. Về là nghiêm chỉnh hết nha anh em. Đây, tập của nó này sàn kim đó rồi. Anh em muốn thay thế là sàn Việt Nam thì em vẫn có nha. Em sẽ làm lại cho anh em luôn. Mình sẽ chạy đạt hiệu quả năng suất lúa cao hơn. Thì để em thay miễn phí cho anh em nha. Hộp số với bơm làm miễn phí nha. Anh em cứ yên tâm. Tại máy cũ thì nó cũng phải có chút gì đó định nhớt. Thì phải đậu lâu. Rồi em xong con này nha. Cảm ơn em nhiều. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha. Là ở 167 quốc lộ 53 Bình Đồng Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha.